chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Hoàng Hiền. Thì tiếp tục cái cuộc hành trình của mình ở trên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi thăm phố cổ Đồng Văn và thị trấn Đồng Văn các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ thì mình đã đến địa phận của thị trấn Đồng Văn rồi. Và bây giờ thì xin mời tất cả các bạn sẽ cùng mình xuống thăm thị trấn Đồng Văn các bạn nhé. Đấy, thì đây chính là khu vực thị trấn Đồng Văn. Tôi nhìn thấy rất nhiều đây nào, bến xe khách huyện Đồng Văn các bạn nhé. Đấy, thì đây là chính là bến xe khách này. Ở đây thì tôi thấy có rất là nhiều các homestay, rất nhiều homestay và nhà nghỉ khách sạn rất là nhiều, và các cái dịch vụ ăn uống cũng rất là nhộn nhịp ở đây. Đấy, khách nước ngoài họ sang đây du lịch rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, trong cái tuyến du lịch trên cao nguyên đá Đồng Văn thì khi mà khách du lịch đến thì các bạn đầu tiên là sẽ qua núi đôi Quản Bạ này. Đấy, sau đó thì sẽ đến Yên Minh. Đấy, Yên Minh thì chụp ảnh ở rừng thông Yên Minh. Đấy, và sau đó thì lên Đồng Văn. Lên Đồng Văn thì các bạn có thể ghé thăm nhà của Bao này. Đấy, sau đó là các bạn có thể vào dinh thự Hòa Phương. Đấy, và lên trên thị trấn Đồng Văn này. Đấy, và dạo quanh phố cổ Đồng Văn. Đấy, uống cà phê, uống nước tại phố cổ Đồng Văn cũng rất là thú vị. Đấy, và sau đó thì trên cái chuyến hành trình đó thì lên trên cột cờ Lũng Cú bạn nhé. Thì cột cờ Lũng Cú từ cái thị trấn Đồng Văn này lên cột cờ Lũng Cú là khoảng 25 km gọi nhá. Ở Đồng Văn này mà các bạn nào đi mà đúng vào hôm chợ phiên thì cũng rất là đông các bạn nhé. Qua Đồng Văn này, thị trấn Đồng Văn thì các bạn có thể đi đường qua Mạn Pì Nèng đấy, và ngắm nhìn sông Nho Quế uốn lượn như một cái tấm vải lụa đấy, màu thì xanh ngọc bích rất là tuyệt vời các bạn ạ. Và khi mà qua Mạn Pì Nèng thì các bạn có thể vào Panorama, và sau đó thì ngay cạnh Panorama các bạn chỉ đi khoảng độ 2 km thôi thì là đã đến làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Bả Vi Hạ thuộc huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang các bạn nhé. Đấy, và từ làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Bả Vi Hạ đó thì các bạn đi thẳng lên đường Mèo Vạc thì chỉ đi khoảng 3 km nữa thì sẽ đến thị trấn Mèo Vạc các bạn nhé. Đấy, thì một trên cái tuyến hành trình du lịch các bạn ạ. Đấy, rất là thuận tiện cho các bạn đi du lịch. Đấy, thì đây chính là thị trấn Đồng Văn. Đây rồi, chúng tôi đến phố cổ rồi các bạn ạ. Đấy, thì đây là thị trấn Đồng Văn. Tôi sẽ quay cho các bạn một vòng của thị trấn Đồng Văn, sau đó thì tí nữa thì tôi sẽ vòng lại phố cổ. Chúng tôi vừa đi qua phố cổ rồi các bạn nhé. Thị trấn Đồng Văn cũng khá là phát triển. Đấy, tuy nhiên thì mùa này thì đang là ở bên nước ngoài đang có dịch đấy, cho nên là khách nước ngoài thì sang Việt Nam rất là ít, cho nên là hầu như là tôi không thấy bóng dáng của khách nước ngoài. Đấy, mà chủ yếu là du khách trong nước thôi. Chứ còn các bạn mà đến đây vào bình thường hay không có dịch bệnh thì rất là đông du khách nước ngoài ở đây. Khách sạn nhà nghỉ rất nhiều, dịch vụ rất là đa dạng. Đây, các bạn nhìn này, đây là đây, trấn Đồng Văn này, khá là phát triển các bạn. Đây là một con sông luôn. Đây là chợ Đồng Văn chợ của thị trấn Đồng Văn đấy. Đây các bạn nhá, đây chính là đường xuống chợ của thị trấn Đồng Văn. Tuy nhiên thì hôm nay thì là không phải là ngày chợ cho nên là không đông. Đấy, chứ bình thường ở trên vùng cao này các bạn nhá, đấy chợ vùng cao thì hầu như là một tuần chỉ họp một lần thôi. Đấy, mà mỗi một khi họp thì cực kỳ là đông luôn. Đấy,
bà con từ khắp các bản làng là xuống đi chợ rất là đông. Đấy, thì bây giờ thì đến khu vực phố cổ các bạn nhé. Đấy. Nhất. Đấy, ở đây thì khách sạn nhà nghỉ rất nhiều. Không ạ. Và bên này thì có một cái cây khèn cực kỳ to các bạn nhé. Đấy, cái cây khèn này là biểu trưng cho người Mông các bạn ạ. Đấy, người Mông ở trên này thì những cái chàng trai người Mông thì hầu như là ai cũng biết thổi khèn. Đấy, và tôi đã có một cái video mà tôi thổi khèn Mông ở tại nhà của Pao các bạn nhé. Thực sự là khi mà thổi cái khèn của người Mông thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, thì mà hôm mà tôi vào nhà Pao thì tôi đã được thổi rồi. Đấy, mà các bạn mà chưa xem video đó thì vào xem tôi thổi khèn Mông ở nhà của Pao các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Ở đây chính là trung tâm của phố cổ Đồng Văn các bạn nhé. Đứng ở đây mà chụp ảnh thì rất là tuyệt vời. Đấy, bạn nữ nào mà thích selfie thì chụp ảnh ở đây thì thôi rồi, không phải nói nữa. Đấy. Ở trên này thì có gì quán cà phê rất là đẹp. Thì có những cái đá này rất là đẹp các bạn này. Đấy. Cực kỳ là chắc chắn này. Đấy. Đứng đây chụp ảnh các bạn này. Đấy. Tuyệt vời. Cùng sang bên khu ăn uống. Đấy, khu nước ngồi bên này. Đấy, thì đến khu vực này rất là nhiều các cái dịch vụ ăn uống các bạn nhé. Đấy, ăn uống nước nổi ở khu vực này. Đấy, đây rất là nhiều này. Đấy, và trên này thì cực kỳ là cao các bạn ạ. Đấy, đây là đồi cao ở đây đúng không thân? Đồi cao Đồng Văn này đúng không? Đấy. Đây, tôi sẽ đi dạo một vòng đã. Đấy, xong tí nữa thì sẽ tìm một quán nào đó có một cái điểm view đẹp. Đấy, thì chúng tôi sẽ uống nước ở đó. Đấy, lại ngắm cảnh.
Đấy, ở đây thì các bạn nhìn thấy là rất là nhiều các cái đồ dùng để bán này. Đấy, quà lưu niệm. Đây là có những cái trang phục của bà con vùng cao trên này các bạn nhé. Đấy, thì các bạn có thể là mua hoặc các bạn cũng có thể là thuê đồ để chụp ảnh ở đây. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, thuê đồ để chụp ảnh. Đấy, những cái trang phục của người Mông, người Dao. Đấy, đây. Đây là những cái chiếc váy của người Mông này. Đấy, và ở đây thì có những cái túi sách thổ cẩm các bạn nhé. Đấy, những cái túi sách thổ cẩm này được làm từ vải lanh các bạn. Đấy, đây. Rất là nhiều. Đây, quán này điểm view cũng rất là đẹp này. Đấy. 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 Đây các bạn. Ngồi đây view cũng rất là tuyệt vời nhé. Đấy. Chào chị nha. Phố cổ này đi về đêm cũng phải lung linh ấy nhỉ. Về đêm thì họ thắp điện lên thì khá là tuyệt vời. Đấy. Ôi, cây trạng nguyên đẹp chưa kìa. Đấy. Thì ở đây thì tôi nhìn thấy một quán này cũng khá là độc đáo này. Đấy. Thì quán này chắc là cũng từ lâu rồi. Đấy. Thế nên cái kiến trúc của nó thì có vẻ là cổ hơn những ngôi nhà khác. Đấy. Đây có một cây trạng nguyên cực kỳ đẹp. Đấy. Hoa trạng nguyên, hoa đỗ đạt đấy. Gốc rất là to các bạn nhé. Mùa này thì đang là mùa trạng nguyên này, mùa hè mà. Đấy. Cực kỳ đẹp chưa? Tuyệt vời luôn. Đấy. Đây thì có rất nhiều homestay. Đấy. Khu vực trên này thì gần như là vào trong nhà dân rồi kìa. Hết khu vực phố cổ rồi. Phố cổ là phía dưới thôi. Thôi quay lại đi. Đấy. Đấy. Đấy, quay lại các bạn nhé. Đấy. Ở đây tìm quán nào đẹp đẹp ngồi thôi. Đấy. Đêm tuyệt vời. Kiến trúc như kiểu phố cổ Hội An nhỉ. Đấy, mà nào mà đến phố cổ Hội An rồi thì thấy là cái kiến trúc nhà đây nó cũng có vẻ tương đồng. Đó. Nhà rất là cổ. Đó. Đó. Chọn quán nào đi. Dưới này ở đây. Quán nào? Quán này cổ nhỉ. Quán này cổ đấy. Vào đây. Vào trong này à? Đâu? Nhà hàng Nguyễn Phát à. Trong này chắc là vào bản rồi. Chắc là hết rồi. Có cổ khu trong này thôi. Ở trong này thôi. Đấy, nhà lão hôm tây nhỉ? Thế vào nhà này thân ơi. Vào nhà của cổ này đi. Đây. Vào lên vào đây uống cà phê đi. Có chứ. Đi, vào xem nào. Đấy các bạn nhá. Ngôi này tôi thấy rất là cổ và cổ kính đấy. Đấy. Vào xem nào. Đấy. Đấy, vào đây mát hẳn luôn nhá. Mát như du luôn. Đây thì có những cái tấm quảng cáo về công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Ấy các bạn nhìn hình này, ông cụ này đang cày ở trên đá này. Ấy các bạn biết là trên cao nguyên đá thì chủ yếu là đá thôi, đá nhiều lắm. Ấy gì đây, Đồng Văn UNESCO công nhận. Ấy rồi đấy, thì vào trong quán này. Ôi thực sự các bạn ạ, khi mà từ ngoài kia đi vào kia rất là nóng đấy, nhưng mà vào đến đây rồi thì thực sự rất là mát đấy. Và trong này thì có những cái ghế bằng tre này cũng rất là cổ rồi đấy.
Và đây thì có một bức ảnh đấy, bà con vùng cao này, đấy, hai ông người đang ngồi hút thuốc lào, đấy, và người mẹ thì đang điệu con, đấy, điệu con. Đấy, và đây thì có những cái đồ dùng cũng khá là cổ và kính và quý bạn này. Đấy, đây, đây thì có những cái bức ảnh, đấy, đây. Và cái ngôi nhà này là một chỉnh tường các bạn nhé. Đấy, cái kiến trúc của người Mông thì các bạn biết là nhà thì chỉnh tường. Đấy. Đây. Đấy, sáng nay đâu mát quá nhỉ tận nhờ. Đấy, ngồi đây các bạn nhé. Đấy. Đấy. Nguyễn Đình Thân, người đồng hành cùng tôi trong tất cả các video trên cao nguyên đá Đồng Văn. Đấy. Em ơi, có hoa quả dầm không? À, Hai hoa quả dầm đấy. cho anh hai hoa quả dầm. Đấy, đây một em gái rất là xinh các bạn nhé. Anh chào em. Em sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2004 ạ. 2004 á? Thế à, nhà em có gần đây không? Có. Thế à, 4 cây á. 2004 à, năm nay học lớp mấy nhỉ? Lớp 9 à? Lớp 10 á? Thế à? Đấy các bạn nhìn này. Đấy, kiến trúc của ngôi nhà rất là cổ. Mà hình như nhà này thì không bằng xây bằng đất mà nên bằng gạch đúng không? Đã xây bằng gạch nhưng mà gạch hình như là đóng rất là cổ rồi. Đấy, mà hình như bằng đất thì sao ấy? Gạch đóng bằng đất. Đấy, nhưng mà chưa nung các bạn ạ. Đây thì có vẻ là gạch này thì nung rồi này. Đấy. Nhưng mà gạch ở bên này thì lại là chưa nung này. Đấy. Đây là chỉ bằng đất thôi các bạn. Đấy, đất. Đấy, đây. Tôi cậy ra này. Đấy. Vậy là cũng chỉ là những khay đất cát thôi, cứng. Đây là khăn à? Đây chính là cái khăn của bà con vùng cao này. Đây là mũ nồi này, phải không? Những mũ nồi thường thường là màu đen mà nhỉ? Đây là màu đỏ. Rồi. Đấy các bạn này. Đấy, thì ở đây thì có một cái chiếc mũ nồi. Đấy ở trên vùng cao thì bà con là hay đội mũ nồi, nhưng mà mũ nồi đen. Đó, nhưng đây là cái mũ này chỉ là mũ tượng trưng thôi. Mũ tượng trưng thì tôi sờ vào tôi biết ngay. Màu đỏ tượng trưng sự may mắn. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn này. Đấy, tôi thử đội vào này. Đấy, thì tiếp tục là đây là những cái chiếc khăn của bà con ở trên vùng cao các bạn nhé. Đấy, mùa đông thì là hầu như các bạn lên vùng cao thì sẽ thấy là bà con sẽ quàng những cái chiếc khăn như thế này. Đấy, tôi sẽ thử quàng nhé. Đấy. Đấy, các bạn thấy thế nào? Bây giờ mặc dù là mùa hè nhưng mà trong này rất là mát, cho nên là tôi quàng vào thì tôi cũng không thấy là nóng mấy. Đấy, khăn rất là đẹp nhé. Thì các bạn ở đây có thể là uống cà phê này, đấy, có thể là mua khăn đấy, phải tặng người thân để làm những cái món quà vùng cao. Đấy, ngoài rượu đấy, các bạn lên vùng cao này có thể đặc sản vùng cao này chính là rượu ngô. Đấy, thì các bạn có thể là ngoài mua rượu ngô làm quà thì cũng có thể là những cái chiếc khăn ở vùng cao làm bằng cái vợi sợi vải lanh như thế này các bạn nhé. Đấy, thì cũng sẽ rất là tuyệt vời, cái món quà rất là ý nghĩa cho người thân của mình. Đấy. Đấy, thì ở bên phía này thì tôi thấy là có những cái bình rượu. Đấy, thì bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng xuống đó để xem ngắm những bình rượu này các bạn nhé. Viên đá cực kỳ quý này, đấy, cực kỳ đẹp nhé. Đấy. Rồi, thì ở đây là có những cái chiếc bình rượu, đấy, bình rượu như này các bạn nhé. Đấy. Và các bạn cũng có thể mua những cái chiếc bình rượu này, đấy, để về tặng làm quà cho người thân. Đấy. Thì ở đây thì họ đã viết chữ đây các bạn nhé, cao nguyên đá Đồng Văn, đấy, viết chữ hoa văn rất là đẹp ở đây. Này các bạn nhìn nào, thấy ở đây thì có những cái chiếc chum rượu như này, đấy, mà những cái chiếc chum rượu này thì thực sự là tôi cũng chỉ xem nhiều là ở trên qua chuyên truyền hình thôi, đấy, các bạn có xem những cái bộ phim cổ trang ở Trung Quốc ấy, thì là họ hay muốn tứ quyền đấy, và uống rượu, đấy,
vừa múa vừa cầm những cái chum rượu như này uống. Đấy, thậm chí là có nhiều người là họ còn đấy, đây còn bê cả những cái chum rượu này uống cơ. Rất là giống ở bên Trung Quốc bạn nhé. Ngoài ra thì có những cái bình nhỏ hơn như thế này, nhưng mà tuy nhiên thì trong này thì không có rượu bạn nhé, ở trong này chỉ là bình thôi, và bình này là để chắc là để bán rồi, để bán là không có rượu ở đây. Ở đây thì là những cái chiếc hồ lô. Những cái chiếc hồ lô này thì các bạn mà xem phim Tôn Ngộ Không ấy thì hay thấy đấy, chiếc hồ lô này trong đó. Thực sự mà cầm chiếc hồ lô này đấy mà xong thì cho rượu ở đây đấy, ngồi ngắm cảnh và uống thì thực sự là cũng khá là thú vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khử cúng lên trên trên tầng ngoạn nhé, đấy, trên phía trên tầng kia, đấy, để xem trên đó thì có gì không. Yeah. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng lên trên phía trên sàn trên này. Trên này tôi sẽ bỏ giày ra. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì đó là những cái chiếc phản như này. Đấy. Cái chiếc phản này là thì cũng chắc chắn là cũng từ rất là xa xưa rồi. Đấy. Thì mà khi mà các bạn đến đây thì có thể là ngồi ở những chiếc phản này và gọi nước uống ở đây và ngắm view ở xung quanh đây, nó xuống dưới thì cũng rất là tuyệt vời. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy ở phía trên mái như này. Thì đây chính là cái mái âm dương. Đấy, cái mái này thì là mái ngói âm dương này thì là đặc trưng của người Mông đấy, ở trên vùng cao. Đấy. Nhà chính tường mái ngói âm dương. Cái mái âm dương này thì có đặc điểm đó là về mùa hè thì rất là mát bạn nhá. Đấy. Còn về mùa đông thì lại ấm. Rất là hay như vậy. Tiếp tục nào, cùng vào trong này. Đấy. Trong này thì không gian rất là rộng. À đây này, trong này này. Ngoài này view mới là đẹp các bạn nhá. Đấy. Đấy, view ngoài này mới là tuyệt vời này. Đấy, thực sự là khi mà ngồi ở đây đấy, uống nước có thể là đứng ở đây và ngắm với cái toàn bộ phố cổ ở phía dưới này thì thực sự là rất là tuyệt vời. Có thể là đứng đây các bạn này đấy, đứng đây chụp những cái bức ảnh view như này thì rất là đẹp. Và ở đây thì tôi nhìn thấy có những cái chiếc đèn lồng các bạn nhé. Đấy, những chiếc đèn lồng này thì ở những cái một phố cổ thì hay treo những chiếc đèn lồng như này. Các bạn đến phố cổ Hội An thì họ cũng treo rất là nhiều đèn lồng như thế này. Cứ thân đâu này đi. Đấy. Ở đây thân quay đây đi. Các bạn nhìn thấy thì ở đây có một bức tranh ở vùng cao. Đấy. Đây là hình ảnh lao động ngày xuân ở Lũng Táo Đồng Văn các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn biết là nhà của người Mông ấy thì đặc trưng đó là trình tường bằng đất này. Đấy, và xung quanh thì có xếp gạch đấy, xếp bằng đá này các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Ở đây thì hoa đào đang nở này đấy, rất là tuyệt vời. Đấy thì các bạn nhìn ở đây có một cái cây hoa đào đấy. Tuy nhiên thì cây thì là thật các bạn nhé, nhưng mà hoa thì là hoa giấy cắm mà thôi đấy, hoa vải đấy, bởi vì hoa đào thì chỉ được ở dịp Tết thôi. Đấy. Mùa này thì không phải. Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Nguyễn Đình Thân đang tự sướng ở đây. Đấy. View cực kỳ đẹp, nào nam kiểu nào. Đấy. Đây các bạn nhá. Quá đẹp luôn, đúng không? Rồi xuống được nước rồi nhỉ. Xuống nước đi. Đấy. Như vậy là chúng ta vừa vòng quanh một vòng của cái quán này. Đấy. Sự là những cái trải nghiệm rất là thú vị. Đấy. À đây có cả đường lên nữa này. Đây. Ở trong này thì cũng có thể ngồi ở đây uống nước ở đây.
Và ngoài ra thì đây thì có những cái phòng nghỉ các bạn nhé. Đấy, đây. Đấy. Cái phòng mà nghỉ, khi mà khách mà muốn nghỉ ở đây thì nè, ở đây thì có những cái phòng nghỉ ở đây. Đấy. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xuống uống nước thôi. Đấy. Như vậy là đồ ăn đã được rồi các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ xin mời tất cả các bạn đấy, sẽ cùng tôi và Nguyễn Đình Thân đấy, thưởng thức cái món này. Đó, xem nào, đang nóng này, ăn món này rất là mát các bạn nhé. Đó, chín ít thân, đấy, hoa quả dòng, cực kỳ là ngon. Thưởng thức miếng thanh long đầu tiên các bạn nhé. Đấy, thử miếng thanh long. Hơi ngọt. Đấy, thực sự là thưởng thức xong thì thấy là cái vị rất là thơm của thanh long, cái mùi ngậy ngậy béo béo của sữa. Đấy. Và cái mùi thơm của chuối. Đấy, cũng như là của dưa hấu đấy, rất là tuyệt vời. Thế bây giờ tôi sẽ dùng đã các bạn nhé. Đấy, tí nữa tôi sẽ quay tiếp cho các bạn. Đấy, như vậy là chúng tôi đã dùng xong rồi các bạn nhé. Đấy, vừa ăn kem xong rồi, mát quá. Đấy, bây giờ thì là ra thôi. Đấy, ra bây giờ là lên trên Lũng Cú các bạn nhé. Đấy, lên cột cờ Lũng Cú. Đấy, điểm cực bắc thiêng liêng của Tổ quốc đấy. Đấy, và tôi xin kết thúc video này ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của tôi ở trên cao nguyên đá Đồng Văn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất từ video của kênh bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cũng như là đồng hành cùng với mình. Bây giờ thì xin chào các bạn.